dạy muôn dân, làm cách cửa cho họ, nhân dân cha và con và thánh thần. Xin mẹ giúp chúng con đừng bỏ lỡ những cơ hội ân sủng của mình gặp gỡ, lắng nghe, phân định và không ngừng khơi lên nơi hoang kim khối óc của mỗi chúng con. Nỗi khát khao cháy bỏng ra đi loan báo tin mừng phục sinh của Chúa cho ta nhân. Giữa những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống hôm nay như mẹ đã sống. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sau, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi lạy bà trong giờ lâm tử. Amen. Cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thank you.